Em xin chào các bác nhá. Ngày hôm nay đây này, em test cho các bác xem một con chạm nguồn nhá. Chạm nguồn này là chạm nguồn 2 ký 2. Đấy. Set up làm gì anh? Chạm nguồn 2 ký 2. Đây, bơm này là bơm của hãng Tozo Oki, 14cc nhá, 21 lít trên phút. Thùng dầu 40 lít. Van điện điều khiển cho một cây xi lanh này. Có két giải nhiệt nhá. Motor và bơm đang chạy đây, rất chi là êm. Đấy. Đây, anh cho cây xi lanh chạy ra đi. Đi kèm với đấy là một cây xi lanh này. Cây xi lanh này là T50, vỏ ngoài 100, hành trình 280. Đấy. Xi lanh này lưu lượng chạy rất chi là nhanh nha. Đấy. 21 lít trên phút. Đây, anh test bát nha. Áp này nó để này, 180 cân nha. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em theo cái số điện thoại là 0985 324 456 hoặc là số 0355 557 558. Nguyên một combo này giá bên em đang bán với giá là 18 triệu. Giá 18 triệu cho một combo. Chạm nguồn đây đang chạy êm như xe hơi luôn. Mới như chưa sử dụng. Van điện điều khiển. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em theo số 0985 324 456 hoặc số 0355 557 558 nha. Giá combo là 18 triệu. Các bác xem được thì cho em xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ bên em tiếp tục ra những sản phẩm mới nhất nha. Em xin kết thúc video tại đây ạ.